sao không lấy mà đóng? Thì tao cũng phải ăn để sống chứ. Chết rồi, vậy thì phải làm sao? Thì phải nghỉ học thôi, chứ tao biết làm sao bây giờ. Nhưng học cải lương là niềm đam mê của mày, chẳng lẽ mày chịu bỏ cuộc giữa chừng sao? Tao cũng phải chịu thôi. Ngay từ đầu khi tao quyết định thi vào đây, má tao đã không chấp nhận. Má nói nếu thích hát thì để má truyền nghề lại cho. Nhưng tao thì thấy chỉ học theo cách truyền nghề thì không thể phát triển được. Vì vậy tao đã lén má tao thi vào trường để thực hiện. Chẳng lẽ không còn cách nào để giải quyết sao? Nhà trường đã gửi giấy thông báo nộp tiền học phí 2 lần rồi. Tao điện về thì má tao không có xoay được. Thôi thì tao tạm gác ước mơ của mình lại một vài năm. Khi nào có điều kiện, tao sẽ trở lại học tiếp. Khi nào là khi nào? Mày mà bước ra khỏi ghế nhà trường, cuộc sống mưu sinh ồn ào bên ngoài sẽ cuốn mày đi mất tâm luôn. Đừng có mơ mà trở lại ghế nhà trường đó, biết chưa? Thì đành chịu thôi, chứ tao biết làm sao được. Tới giờ tập rồi, sao hai đứa chưa thay quần áo? Dạ thưa thầy. Thầy ơi, thầy giúp bạn Ngân với. Bạn ấy không có tiền đóng học phí nên định nghỉ học đó thầy. Chuyện thiếu học phí của em thầy đã nghe phòng đào tạo nói rồi. Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có quyết định vội vàng, không nên đâu em. Em thật sự đã hết cách rồi thầy ơi. Em có thích nghề này không? Dạ có. Vậy thì tại sao em định nghỉ học? Chị em... Không dễ dàng gì để bước chân vào giảng đường đại học đâu em. Hơn nữa lại được theo học cái nghề mà mình yêu thích. Thầy tìm cách giúp bạn Ngân nghe thầy. Thầy có một ông bạn làm giám đốc một công ty chuyên đào tạo các ca sĩ trẻ. Để thầy điện cho ông ấy coi có giúp được gì cho em không. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy ơi, em học cải lương mà công ty ông ấy thì đào tạo ca sĩ, đâu có dính gì với nhau đâu hả thầy? Thầy nghe Dương nói em hát nhạc hay lắm mà. Đúng rồi, biết đâu công ty ông ấy sẽ đào tạo mày thành ca sĩ chuyên nghiệp thì sao? Mày đó, mày nằm mơ quá đi. Tao chỉ cầu mong người ta tài trợ cho tao học tiếp là tao mừng lắm rồi. Ông bạn giám đốc này của thầy tốt bụng lắm. Trước đây ông ấy cũng là một anh nghệ sĩ nghèo, mai mà lấy được một bà vợ giàu có nên có điều kiện làm ăn ngày càng khấm khá. Ông ấy rất đồng cảm với hoàn cảnh của em đây. Vậy là thầy đã nói chuyện của em với ông ấy rồi hả thầy? Suốt 2 học kỳ em không đóng học phí, chẳng lẽ thầy không hay biết gì sao? Thầy thiệt là tốt. Em mang ơn thầy nhiều lắm. Thôi, em tập lại bài vũ đạo hôm qua với thầy. Dạ. Alo, anh Tân hả? Được, tôi sẽ ra gặp anh ngay. Thầy có chút việc phải ra ngoài, hai đứa tập trước đi, lát nữa thầy quay lại. Dạ. Nè, thầy đã hứa như vậy rồi mà mày còn buồn làm gì nữa? Biết người ta có chịu giúp mình hay không. Mày không nghe thầy nói sao?
Ông giám đốc ấy là bạn của thầy kia mà. Phòng này phải không chú? Dạ, cảm ơn chú. Mẹ, mẹ, mẹ lên đây làm gì vậy mẹ? Mẹ nhớ con quá nên mẹ lên thăm con. Sao mẹ không về phòng trọ chờ con mà mẹ tới đây vậy mẹ? Mẹ muốn gặp lãnh đạo nhà trường. Mẹ, mẹ đã lo được tiền học phí cho con rồi hả mẹ? Vẫn chưa con à. Vậy mẹ gặp lãnh đạo nhà trường để làm gì? Con à, chuyện thiếu tiền học phí của con mẹ định... Không, không được đâu mẹ. Sao vậy con? Mẹ đừng có nói gì hết á. Bác, bác không cần phải lo đâu. Để từ từ tụi con tính. Mày đó, bình tĩnh một chút đi. Bác à, con ra ngoài mua nước. Bác ngồi nói chuyện với Ngân nha. Ngân à? Dạ. Hay là con nghỉ học đi. Về nhà mẹ sẽ truyền nghề lại cho con. Truyền nghề, truyền nghề. Mẹ thì lúc nào cũng nghĩ đến truyền nghề. Ngày trước mẹ cũng học hát từ bà ngoại con. Không phải mẹ cũng trở thành một diễn viên giỏi đó sao? Ngày trước khác, bây giờ khác mẹ à. Thời buổi này nếu muốn tiến thân lập nghiệp thì không thể không học hành nghiêm túc được. Hoàn cảnh nào theo hoàn cảnh đó. Con đừng có mơ ước cao quá. Giới không tới đâu con à. Mẹ, từ nay nếu mẹ không lo được cho con nữa thì thôi, con sẽ tự lo cuộc sống của đời mình. Con im ngay. Mẹ thì lúc nào cũng vậy à. Mẹ có chịu hiểu cho con đâu. Vì mẹ không muốn con bước vào lối mòn của mẹ. Mẹ không muốn con phải khổ như mẹ. Con sẽ không như mẹ. Con sẽ học hành tử tế. Con sẽ tìm đúng hướng đi cho đời mình. Ngay từ đầu mẹ đã không muốn cho con bước chân theo cái nghề này rồi. Cái nghề lắm gian truân và nhiều nước mắt con à. Mẹ, mẹ không muốn, nhưng con thì lại rất thích. Con thích được đứng trên sân khấu. Con thích được hát, được thể hiện những nhân vật mang số phận nghiệt ngã. Con sẽ đi tiếp con đường của mẹ. Con sẽ làm được những gì mà mẹ chưa làm được. Lúc trẻ mẹ cũng đã từng nghĩ như con. Mẹ cứ nghĩ cuộc đời này đơn giản lắm. Nếu thật sự yêu nghề, thật sự tài giỏi thì sẽ đi đến vinh quang. Thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Trở thành một ngôi sao sáng, mà vì con yêu điệu lý người đi. Mẹ hát ru con trong lúc đêm về. Lặng lẽ trong đêm trường tình mịch, ôm hận
biết mình con mới giữa cuộc đời sống to bao giông cuồn cuộn. Quay về đi con, đừng mơ nhiều thêm khổ thân. Cô không phải mộng mơ để đi vào quên lãng, con sẽ thực hiện ước mơ bằng hoài bão của riêng mình. Con mong rằng trên từng bước con đi, có mẹ bên con cùng dắt dìu nâng đỡ, để con vững tin sau những gì đổ vỡ, để mẹ một ngày hiểu được lòng con. Con à, chú trưởng đoàn cải lương của tỉnh mình đồng ý nhận con rồi. Thôi thì hoàn cảnh của nhà mình hiện nay như vậy, con nghỉ học về đi, làm cho đoàn một thời gian, sau đó thì... Con không về đoàn đâu. Con sẽ tiếp tục việc học của con bằng bất cứ giá nào. Nếu cần, con sẽ đi hát quán để kiếm tiền đóng học phí mẹ. Ngân, mẹ nói con có nghe không vậy? Mẹ, con hát hay như vậy, lại được mẹ truyền nghề từ trước, thì con cần gì phải học cho nhiều. Thời buổi này không có tấm bằng trong tay, không có làm được gì đâu mẹ. Biết bao nhiêu nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, có được mấy người có bằng cấp mà họ vẫn là ngôi sao đó, con không thấy sao? Hồi xưa khác, bây giờ đã khác rồi mẹ à. Theo mẹ thấy, làm cái nghề này nếu con ca hay, con diễn giỏi, sống thật sự có đạo đức, được người khác yêu quý, thì ở đâu con cũng sẽ thành danh. Mẹ, điều mẹ nói chỉ đúng một nửa thôi. Có tài, có đạo đức mà không có một môi trường thuận lợi, không có tiền lăng xê thì cũng không làm được gì đâu mẹ. Ngân, mẹ cấm con, mẹ cấm con có suy nghĩ như vậy. Nhưng đó là sự thật mà mẹ. Dùng đồng tiền để thực hiện những tham vọng của mình, đó là việc làm đáng xấu hổ, con có biết không? Con nghĩ nếu dùng đồng tiền chính đáng để thực hiện ước mơ thì con thấy cũng nên làm chứ mẹ. Những kẻ có suy nghĩ như con cuối cùng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Mẹ à, bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Mẹ hãy suy nghĩ thoáng một chút đi mẹ. Mẹ không tranh cãi với con nữa. Bây giờ sao? Con có chịu về với mẹ hay không? Con phải học tiếp. Con xin mẹ đừng có ép con. Tiền đâu mà con đóng học phí chứ? Con sẽ tự tìm cách để xoay sở. Con à, chú trưởng đoàn có nói, nếu con về dưới, chú ấy sẽ để cho con hát đào chánh và sẽ tạo điều kiện cho con đi thi nhiều giải thưởng lớn. Con sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của mình. Con sẽ về đoàn khi nào con học xong. Trời ơi, sao con cứ cãi mẹ hoài vậy? Mẹ. Dạ, chào chị. Mẹ, đây là thầy Hải, thầy chủ nhiệm của lớp con đó mẹ. Dạ, chào thầy. Dạ, sẵn gặp thầy đây, tôi xin thưa chuyện với thầy luôn. Có chuyện gì vậy chị? Mẹ, mẹ à. Như thầy biết rồi đó, gia đình tôi đang gặp lúc khó khăn. Đã hai học kỳ mà không có tiền đóng học phí cho cháu, nên tôi định xin phép nhà trường cho cháu nó được nghỉ học luôn, về quê để phụ giúp gia đình. Mẹ, xin thầy hiểu cho mà giúp đỡ giùm. Mẹ, con đã không bằng lòng nghỉ học, sao mẹ còn nói chuyện này ra? Hoàn cảnh của gia đình mình như vậy, con không nghỉ học thì làm gì khác được. Con đừng cãi mẹ, hãy nghe mẹ đi con. Việc học của em Ngân đang thuận lợi, tương lai sau này sẽ rất tốt đẹp. Chị không nên cho em nghĩ như thế.